một cú rừng thần bí, chú cún dễ thương, chất lỏng kỳ lạ hay macaron hung ác? Điều gì đang trốn bên trong tủ đồ học sinh? Cùng xem một thử thách thú vị trong video này nha! Các em, trật tự! Sao các em lại làm vậy? À chị, dừng lại ngay! Này, sao em dám? Thôi được, đủ rồi! Hai em sẽ bị phạt! Tan học phải ở lại đấy! Giờ hãy đến phòng kiểm điểm đi! Này, cái gì trên bàn kia? Chiếc chìa khóa. Trời ơi, trong tủ có gì vậy? Chạy mau! À, thật kinh khủng! Archie, cậu trước đi. Ồ không, đây là cơn ác mộng lớn nhất đời tớ. Mèo sao, thật sự? Hình như chúng ta bị kẹt rồi. Để xem bên trong chiếc tủ đáng sợ này có gì. Tớ sẽ nhìn gần vào xem. Wow, bên trong có người nè. Archie, đi nào. Xin chào, cậu làm gì ở đây? Wow, hai cậu. Là thật, người sống thật sự. Vui quá. Tôi đã bị kẹt trong tủ đồ rất lâu rồi. Căn phòng cũ này không bình thường đâu. Đừng mở ra, cậu không biết bên trong đó có gì đâu. Trước tiên ta cần tự chuẩn bị đã. Giờ thì mở được rồi. Au! Đó là nước à. Chiếc chìa khóa đầu tiên bơi đến rồi nè. Cùng tới cấp độ tiếp theo thôi. Eww, tanh quá. Nên vào ngăn tủ nào. Ồ, nhìn này, ảnh tớ đấy. Tớ rất nổi tiếng. Archie, như vậy có nghĩa là cậu phải vào bên trong chiếc tủ đó. Ồ không, nếu trong đó đáng sợ thì sao? Tớ không muốn, làm ơn. Thôi được, để tớ vào. Cố với. Oh, cảnh này đang lên story Instagram thì tuyệt vời. Chào mọi người đi nào. Archie, cậu đâu rồi? Đây là đâu? Tay của mình. À! Mình đang ở trong cơ thể cô giáo. Ai, xui thật. Chiếc chìa khóa đây rồi, ngay trên cổ mình. Archie, đưa cho tôi chiếc chìa khóa. Cô đừng hòng. Cái gì? Em dám ăn nói với tôi vậy hả? Ngoan lắm, tôi lấy chiếc chìa khóa nha. Tạm biệt các em, tôi đi đây. Đúng là hú hồn. Thật thoải mái khi được quay trở lại cơ thể của chính mình. Nghệ sĩ ơi, đừng tra tấn tôi nữa. Ok, cậu lúc nào cũng thay đổi thế này à. Tớ cất mọi thứ trong chiếc túi nhỏ này nè. Được rồi, hãy quyết định người tiếp theo đi vào tủ đi. Là cậu, nghệ sĩ Rock. Chăm sóc guitar cho tớ nha. Rồi, tớ đi đây. À! Đây là Narnia sao? Ra khỏi khu rừng của ta. À! Để tôi yên. Cây ơi, cứu với. Này, xuống đây. Ta không hại cậu đâu. Không cần, tôi ở đây được rồi. Ồ, chìa khóa. Xin lỗi nha, ông già khó tính. Tôi đi đây nha. Mọi người.
ơi, tớ lấy được chìa khóa rồi. Tới lượt có khi ha, một con búp bê giận dữ. Cứu tớ. Nhận lấy này Pennywise nhí. Cái gì, dám đánh mình hả? Tới số rồi nè. Trúng đích. Xong rồi hai cậu. Chìa khóa ở đây. Cảm ơn nha chú Hề nhí. Tiếp theo là ngăn tủ nào. Này hả, tớ sợ chết mất. Hay là đừng mở cửa. Archie, thôi đi. Eww, nước gì kinh dị lạ lùng thế này. Nó đang chảy ra ngoài. Chìa khóa ở bên trong kìa. Làm sao lấy ra được đây. Eww, tớ sắp nôn mất. Nhìn cứ như sinh tố rầu chân vịt á. Ghê quá. Eww. Mấy cậu này cứ như là trẻ con. Tớ sẽ tự làm mọi việc. Chìa khóa đây nè. Wow, hoan hô Kay. Cậu đúng là anh hùng. Nhiệm vụ tiếp theo là đối mặt với nỗi sợ hãi. Không sợ lắm, sợ và rất sợ. Oh, tớ không hề sợ. Để xem bên trong có gì. Có bạn màu sắc yếu ớt đánh bại được tên đầu sỏ bắt nạt. Hay lắm. Archie, ở trong tủ cho tớ Brom nha. Cậu bạn Merrick trở nên nghiêm túc hơn. Làm bài tập về nhà, đổi chiếc mũ của bà cho và uống sữa. Mắt của tôi. Cô bạn nổi tiếng nhất trường lại thành kẻ thất bại. Không, đây là ác mộng. Các cậu, quá đáng sợ rồi. Hay là ta sẽ không bao giờ mở tủ nữa. Ôi, nhìn này. Chiếc chìa khóa mới. Đi thôi. Hey, mở chiếc tủ tiếp theo đi. Con bé cuốn trong này nè. Chú cuốn đáng yêu quá, dễ thương ghê. Bạn không thể ở trong tủ được. Đây. Tự do nha. Tạm biệt, cuốn con. Gì vậy, chờ đã. Không phải anh, là cậu. Cảm ơn đã thả tự do cho tôi. Chiếc chìa khóa này thuộc về cậu. Sương ơi. Eww, nhổ ra đi. Và đây là nhiệm vụ tiếp theo. Một tên ma cà rồng. Nghiêm túc ư? Anh không dọa được bọn tôi đâu, đồ không răng. Kate, tôi rất thích chuyện về ma cà rồng. Tôi là fan bự nhất của anh. Mình hẹn hò đi. Sau đó anh có thể cắn tôi. Và ta sẽ bên nhau mãi mãi. Cầm lấy chìa khóa đi. Và cả cô phánh cuồng đi nữa. Cảm ơn anh bạn. Ma cà rồng, anh đi đâu vậy? Tôi yêu anh mà. Tới vùng đất ma cà rồng. Rất may mắn nha người phàm. Cấp độ tiếp theo đây. Ưu tiên phụ nữ. Lùi lại, có người rồi. Để cô ấy riêng tư đi. Này, đưa tôi giấy vệ sinh với. Trong ngăn tủ bên cạnh ấy. Cảm ơn. Tôi được nhờ đưa cho cậu cái này. Chiếc chìa khóa mới. Cảm ơn nha. Chiếc tủ tiếp theo đâu nhỉ? Hình như tớ tìm thấy rồi nè. Có quá nhiều sách. Tri thức đang tấn công tớ. Cẩn thận. Cái gì vậy? Bài tập. Gì cũng được trừ nó. Archie phải làm xong hết bài tập để lấy được chìa khóa. Việc này sẽ mất nhiều thời gian đây. Thôi nào, chúng ta chờ đến già mất. Được rồi, đã xong rồi. Mừng quá. Tủ đồ ơi, kiểm tra bài tập của tớ đi. Chìa khóa. Cuối cùng cũng tìm được lối ra. Nhưng ở đây lại có bảo vệ. Nếu các bạn không có vé ra thì đưa tôi món đồ giá trị nhất mà các bạn có. Chiếc điện thoại với tất cả ảnh của tôi. Được, bạn qua đi Kay.
cô không có gì cả. Ồ, đừng là chiếc áo yêu thích của tôi chứ. Bạn đã được tự do. Thôi được, đây là chiếc guitar của tôi. Và cả những món trang sức, hoa tai, vòng cổ nữa nè. Giờ thì thả tôi đi. Hẹn gặp lại nha. Xin chào cô Adele. Vào đi. Cô thấy các em đã sửa đổi và trở thành những học sinh gương mẫu. Các em sẽ không bị phạt nữa. Cùng học bài nào. Bạn có thích thử thách này hay không? Bình luận bên dưới về tủ đồ bạn thích nhất nha. Chiếc tủ có chú cuốn, rừng cây, búp bê đáng sợ, hay là macaron? Và đừng quên like video này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các thử thách mới hài hước từ kênh Trôm Trôm nha.